anh em đang chào hàng con Dell XPS 15 9520. Chiếc này được trang bị cái CPU thế hệ thứ 12, rất là khỏe. Tình trạng về nó nguyên niêm phong như này. Đó. Nguyên niêm phong nhà sản xuất của Dell đây. Bên này nó có cái số service tag để anh em kiểm tra. Đó. Nhập thẳng lên website của Dell là ra được nguồn gốc xuất xứ. Cái quan trọng là bên kia nữa, cái mặt đối diện. Mặt đối diện nó có cái thông tin cấu hình chi tiết. Đó. Tổng quan. Thực ra cái này là tôi em khui thùng luôn cho anh. Cái tính chất khách hàng ở xa cũng bận không ép khui luôn đi. Ở xa không tới được thì yêu cầu anh em xử lý luôn. Dell XPS 15 9510 hoặc là những model về trước thì là bên mình có cập nhật rồi. Đây là phiên bản 9520, anh em cũng mới khui thùng chiếc này. Thì là mình chúng nữa mình sẽ cố gắng view cận cảnh để anh em nhận biết được cái sự hoàn thiện thân vỏ cũng như cái khác với cái phiên bản trước nó như thế nào. Tổng quan. Đây. Đây. Mày mới khui vất vả vậy đây này. Bên này em rạch cái giấy cái này nữa. Những sản phẩm ở thị trường Mỹ về anh em mà đã trải nghiệm quen, cái cách đóng gói họ rất là kỹ. Họ bảo vệ sản phẩm rất là cao, vận chuyển các kiểu yên tâm. Đây là quán thuộc đây. Siêu phẩm XPS 15 9520. Đây, tổng quan anh em xem cái cách đóng gói của nó thì như phiên bản trước. Khác cái chất liệu nó cao cấp và nó đẹp hơn, nhìn sang trọng hơn. Thường những sản phẩm cao cấp họ sẽ tối ưu lại cả cách đóng gói. Đấy. Bên trong nhôm nguyên phối rồi. Thực phẩm, người ta để gói gọn hết vào đây. Model này người ta trang bị cho mình thêm cái cổng nối này. Tại vì ở trên sản phẩm mới sau này người ta gần như bỏ hết những cổng cũ đi, cho mình một cái adapter để trước em phải mua thêm. Đây đeo người ta tặng kèm luôn. Trên cổng chuyển đổi này ra một cái HDMI với lại một cổng USB dạng A mà kết nối bằng cổng Type-C, chuẩn Type-C đây. Sạc đấy. Tổng quan nội thất bên trong thì anh em xem tự cảm nhận luôn. Đây là những chất liệu cao cấp mà làm nên cái thân vỏ máy bay. Tại sao mà khi mà sở hữu một chiếc Dell XPS thì là nó là cái giá trị khác rồi. Đầu tư chi phí cũng cao, cùng cấu hình. Độ hoàn thiện thân vỏ. Cái tầm đẳng cấp nó cao hơn nhiều XPS.